thử hồn thủ luyện biến hóa thành ngân, để mà nước này đà phá đến cửa đông phương phong lôi địa ngục, mà nước này còn có tam phủ kinh bình tác chữ thần trường giám, mà ngục nội ngục ngoại ngục tại hành môn, mà lúc này vọng vị trí hồn lộ sư nguyệt quý tổng mà từ người thu phục người đã tốt tất vào cửa đông phương phong lôi địa ngục, mà lúc này xin bên âm bên dương để mình không đi, để mà hai sắp thì chữa, mà lúc này một sắp một cửa âm dương mới đi, lúc này ngục ngục ngồi ngục ngoại ngục tại hành môn đây là đà phá đến cửa đông phương phong lôi địa ngục. Đua giả mà vong linh chính hồn đã tốc xuất khỏi cửa đông phương phong lôi địa ngục, mà lúc này còn có tam phủ chứng minh các chư thần chương giám, mà xin bên âm bên dương có nghiệm nào. Xin bên âm bên dương kể là đông hiện tại hoàn từ phúc lại sớm nguyện trọng tâm như ý còn mình chính ngôn mà nguyện quý cũng mà từ phúc hồi đã tốt xuất khỏi cửa đông phương phong lôi địa ngục rồi nhá. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.